cùng đến với top 5 mixer bán chạy nhất đầu năm 2019. 1. Bosa X10, giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng là điều là nó đứng số 1 ở danh sách này. Thích hợp cho phòng karaoke nhỏ, mixer có màu xanh này là sự lựa chọn đầu tiên mà bạn phải nghĩ đến khi kinh doanh karaoke. Không còn hiện tượng hú rè với công nghệ digital hiện đại, giúp giọng mượt mà êm ái, điều chỉnh tần số nhạy bén, tạm biệt luôn hiện tượng giữa tần số của micro và loa khi sử dụng. Tích hợp vi xử lý khá ổn định, có khả năng xử lý và phát trọng âm thanh chi tiết. 2. BS Audio Q3006 Pro, một bàn kim sang trọng, mỏng manh, che đi những tính năng làm mê mệt cộng đồng yêu nhạc. Những tính năng quan trọng được Q3006 làm rất tốt như chấm hú, điều chỉnh chuyên sâu, là âm thanh mềm mại, trầm bổng theo sở thích. Hỗ trợ chấm hú micro, nghe nhạc bằng cổng optical thêm chất lượng. Điều làm nên giá trị của Q3006 là công nghệ xử lý số DSP, mã hóa âm thanh để xử lý chi tiết hơn và hàng loạt tính năng khác cho ra âm thanh được trau chuốt hơn rất nhiều. 3. BS Audio K6000 Pro, trang bị 20 thông số EQ, hỗ trợ 15 điều khiển từ xa karaoke, chuyển đổi máy chống sốc, tốc độ tự động điều chỉnh âm thanh micro, chấm hú rè lên 98%, gần như là tuyệt đối, còn hỗ trợ các hú cho cả loa, vi xử lý mạnh mẽ, cân bằng cho âm thanh chuẩn xác, tinh tế cho từng nốt nhạc. 4. EMA K9008, giá chát thì đồng nghĩa với việc chất lượng. Đức là một nước châu Âu rất phát triển về thiết bị âm thanh, quê hương của em này đã nói lên thương hiệu của nó. Sở hữu những công nghệ mang tính đột phá, sản phẩm có màu xanh chói chang này có chấm hú rè được nâng tầm, phát trộn xử lý âm thanh để giúp nó chân thật hơn và không kém phần sống động khi phát ra. Khả năng tinh chỉnh âm thanh thông minh, chỉ xử lý đẳng cấp làm hài lòng những ai khó tính nhất. Nhạc nhẹ, nhạc mạnh, nhạc trữ tình hay sôi động đều chơi được tốt. Những cấu hình mặc định không còn tinh chỉnh của nhà sản xuất cũng rất tuyệt vời rồi. Tích hợp khả năng cài mật khẩu cho máy giúp quản lý thiết bị tốt hơn, không bị mất chất riêng khi sử dụng mà vẫn được hỗ trợ rất nhiều từ giọng hát. 5. E3S6008, E3S6008 xử lý âm nhạc cao cấp. Giọng của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm mới, không cần quá cố gắng để thể hiện một bài hát mình thích. Mọi thứ cứ để E3S6008 lo. Cân bằng âm lượng để bài hát được trọn vẹn hơn, công nghệ các hú ultra độc đáo. E3S6008 đều làm tốt hơn những thứ mà người tiền nhiệm E3K9008 có thể làm.